Truyền thuyết kể rằng có một con gấu sống ở ngọn núi phía sau làng. Bắt trẻ không vâng lời và ăn thịt lúc nửa đêm. Hôm nay Tiểu Nguyệt và những người bạn của cô ấy đi chơi về nhà muộn. Sau khi khóa cửa và đi ngủ, nằm mơ thấy con gấu lớn. Cô ta sợ hãi đến mức hét lên. Mẹ mở cửa và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Nguyệt nói không sao đâu. Nhưng rồi Tiểu Nguyệt đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Không thể ngủ được nữa. Bạn có biết tại sao không?